Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Văn Cảo, Nguyễn Đình Phách, Cao Văn Cường, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Thông. Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ý kiến góp ý của các đại biểu bày tỏ vui mừng trước những thành tựu nổi bật mà tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua trên tất cả các mặt, từ kinh tế đến văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Đây là kết quả của cả một quá trình có tính kế thừa, liên nhiệm kỳ. Nhiều ý kiến góp ý cho dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020-2025 cần cụ thể hơn nữa, xác định một số mục tiêu trọng tâm làm nền tảng chính cho định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Như tiếp tục đẩy mạnh quy hoạch, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh cho phát triển hạ tầng giao thông, công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và dịch vụ. Trong bối cảnh giữa các tỉnh trong khu vực cũng như trên cả nước đang nỗ lực triển khai mọi giải pháp để khai thác tốt nhất những thế mạnh của mình cùng chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, đòi hỏi các cấp các ngành các địa phương trong tỉnh phải quyết tâm, nỗ lực ở mức cao nhất, tháo gỡ nhanh những nút thắt đang làm chậm quá trình thu hút dự án đầu tư và làm chậm sự phát triển của tỉnh. Phải đặc biệt coi trọng thu hút những dự án của các tập đoàn kinh tế lớn, những doanh nghiệp có nhiều tiềm lực và kinh nghiệm, để tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển, từ đó làm cơ sở để đề ra những biện pháp thực hiện cụ thể. Thấy được 5 năm tới, 10 năm tới, tỉnh Hưng Yên và từng địa phương sẽ phát triển ở mức nào, trọng tâm phát triển là gì và Hưng Yên đứng ở vị trí nào so với cả nước cũng như với các tỉnh, thành phố lân cận. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ để bổ sung chỉnh sửa vào báo cáo chính trị trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Là những cán bộ giàu kinh nghiệm trải qua nhiều thực tiễn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu tiếp tục có ý kiến đóng góp không những cho các báo cáo chính trị của Đại hội nhiệm kỳ tới, mà còn cho cả công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh. Tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được của các nhiệm kỳ trước, khắc phục những tồn tại, tiếp tục đoàn kết và nỗ lực quyết tâm cao nhất để lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, phấn đấu xây dựng Hưng Yên trở thành tỉnh phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao hơn về mọi mặt. Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo với các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ về những thành tựu nổi bật của tỉnh trong nhiệm kỳ qua, về kết quả tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.